Men tiêu hóa là chế phẩm sinh học được nhiều mẹ sử dụng cho em bé nhà mình để cải thiện các triệu chứng tiêu hóa. Ngoài ra, men tiêu hóa còn giúp tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và tăng cường hấp thu dưỡng chất ở trẻ. Tuy nhiên, không phải mẹ nào cũng biết cách uống men tiêu hóa cho bé an toàn và hiệu quả. Video dưới đây hãy cùng tôi tìm hiểu về các cách uống men tiêu hóa an toàn hiệu quả và vì sao phải uống men tiêu hóa theo đúng hướng dẫn nhé. Vì sao phải uống men tiêu hóa theo đúng hướng dẫn? Men tiêu hóa là chế phẩm sinh học chứa enzyme tiêu hóa. Enzyme tiêu hóa do cơ thể tiết ra từ ống và các tuyến tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn thành các phần nhỏ, men tiêu hóa phải sử dụng theo đúng hướng dẫn. Vì nếu không sử dụng đúng theo hướng dẫn sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiết enzyme tiêu hóa của cơ thể. Điều này rất nguy hiểm đến sức khỏe cũng như hệ tiêu hóa bé sau này. Cách uống men tiêu hóa cho trẻ em. Nhiều mẹ đang lầm tưởng men tiêu hóa và men vi sinh là một. Vì thế, các mẹ đã mặc định cách sử dụng của những loại men này là giống nhau, nếu lạm dụng sử dụng men tiêu hóa trong thời gian dài cơ thể sẽ quen với việc được cung cấp men tiêu hóa từ bên ngoài. Lâu dài sẽ khiến cơ thể không còn tiết ra enzyme tiêu hóa nữa. Vì vậy sẽ gây phản tác dụng. Theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Thực tế thì men tiêu hóa chỉ được phát huy tác dụng đối với những trường hợp đang phải sử dụng kháng sinh trong thời gian dài, trẻ bị rối loạn tiêu hóa, bị nhiễm khuẩn. Vậy nếu cơ thể đang khỏe mạnh bình thường, các tuyến và ống tiêu hóa vẫn tiết ra enzyme tiêu hóa thì không nhất thiết mẹ phải sử dụng men tiêu hóa này cho bé. Vì vậy, cách sử dụng men tiêu hóa không nên dùng trong thời gian mà chỉ nên sử dụng trong 7 đến 10 ngày. Thời điểm uống men tiêu hóa tốt nhất là sau bữa chính là khoảng 1 tiếng và tuyệt đối không được uống men tiêu hóa lúc đói. Cách uống men tiêu hóa Amano Enzyme Gold từ chuyên gia Amano Enzyme Gold chứa gì mà có thể hỗ trợ trẻ biếng ăn hiệu quả như vậy? Enzyme tiêu hóa, tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được, bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa. Tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón, các vitamin nhóm B, kích thích bé ăn ngon miệng hơn. Tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé, lysine và taurine, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch. DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Amano Enzyme Gold có chứa các loại khoáng chất như kẽm, lysine, tăng cường sức đề kháng giúp bé ăn ngon hơn. Công dụng của Amano Enzyme Gold, Bổ sung enzyme lactase giúp trẻ có thể hấp thu được đường lactose một cách dễ dàng. Rất nhiều trẻ bị thiếu hụt enzyme này mà dẫn đến việc không dung nạp được lactose. Bổ sung enzyme amylase tác dụng phân giải tinh bột, enzyme protease giúp phân cắt các protein cho bé dễ dễ hấp thu, bổ sung đủ chất cho bé. Men tiêu hóa trẻ em loại này còn chứa các lợi khuẩn dạng bào tử do đó chúng có khả năng sống ngay ở cả môi trường khắc nghiệt như axit dạ dày hay không bị phá hủy dưới tác dụng của kháng sinh kéo dài. Từ đó giúp bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bổ sung các vitamin và khoáng chất kích thích vị giác ở trẻ giúp trẻ ăn ngon miệng tăng quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể như các vitamin nhóm b kẽm lysin ngoài ra lysin canxi vitamin d là những chất có tác dụng kích thích tăng trưởng chiều cao ở trẻ do đó bé có thể phát triển được chiều cao tối đa liều dùng và thời gian sử dụng Đối với trẻ từ 2 đến 3 tuổi, mỗi ngày uống 1 gói, đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên, mỗi ngày uống 1 đến 3 lần, mỗi lần 1 gói, đối với người lớn, mỗi ngày uống 2 đến 4 gói, có thể chia nhiều lần, thời gian sử dụng nên kéo dài trong ít nhất 1 đến 2 tháng mỗi đợt, đồng thời dùng nhắc lại từ 3 đến 4 đợt để hiệu quả đạt được là tối ưu. Tại sao nên chọn Amano Enzyme Gold bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Sản phẩm bào chế dưới dạng cốm rất dễ dàng cho mẹ sử dụng cho em bé nhà mình. Thành phần có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hương liệu tự nhiên không chứa chất bảo quản. Đây là thương hiệu hơn 120 năm, được thành lập năm 1899. Amano Enzyme Gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Sử dụng Amano Enzyme Gold sẽ giúp trẻ cảm thấy ngon miệng hơn. Ngoài ra còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Trên đây là những lý do bạn nên chọn Amano Enzyme Gold cho bé còi xương biếng ăn. Hãy để Amano Enzyme Gold đồng hành cùng bé giúp bé khôn lớn mỗi ngày nhé. xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc lê minh tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo